Người tiêu dùng là lực lượng có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng không chỉ thúc đẩy hoạt động tiêu dùng mà còn nhằm xây dựng môi trường kinh doanh bền vững, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định. Tiếp nối thành công của các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, hướng tới việc luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay có chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Phía doanh nghiệp cũng cần đề cao trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người tiêu dùng có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và an toàn. Theo kế hoạch, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng năm nay được khuyến khích, tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2024. Trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm.